đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có bao hôi tìm kim, đối cảnh vô tâm chớ hồi thiền. Tịch xưa vua Trần ngày yêu dân, đem bình an đối quân mong trời quê nhà, chiến thắng gian lận danh. Thiên hiền thương dân, đánh đuổi quân thù, liền rời cung son yên tư tu, xa đời gấm nhung. Muôn đời con lưu tiếng thơm, lòng thanh nhân không nhiễm nhơ trần lao. Ngài vàng vua xem dép tơi, bà vinh hoa khó lại tâm thành. Đêm ngày vàng trao truyền lìa cung, thích tu hành buông bỏ quy quyền cao. Ngắm xanh trên ngàn, tâm thiền an vui, lòng thanh thản tu ngày đâu ham danh. Trần gian thế không vô thường, nhanh mong manh ngày theo lối tu quyết không ngựa thuyền. Xa đời cao sang, thấu suốt chân như đời vui thiện tu, sáng danh tổ hiền gương từ ai, sống khinh an đời thuần lương, đoan lìa nhân từ sanh. Sao đức tổ đời lưu danh, tích xưa thiền sử nước ta có vị minh quân là đức vua Trần Nhân Tông, trọn đời vẹn đau. Sau khi đuổi được giặc Mông dưới hang bờ cõi, ngài quyết tâm tu sống đời khổ hạnh, lìa bỏ cung son chọn pháp Phật để tu hành. Hạnh diện danh thơm đất Việt có vua hiền, vì thương dân đánh đuổi giặc xâm lăng, giữ an bình đất nước. Nước Việt rộng từ Thanh Hóa tới đất Bắc của ta, chi lớn hào hùng với tài lãnh đạo của minh quân, đã đem về chiến thắng. Dân cùng vua nhất trí một lòng, đuổi sạch hết quân Mông, tiếng khen vang dội khắp cả trời Âu Á.
Điều đáng quý ông vua chọn đời tu khổ hành, ngựa chẳng đi cũng chẳng dùng đến thuyền rồng. Đi bộ từ Thăng Long đến Yên Tử non mộng, rừng trúc núi Đông Cứu nơi ngộ pháp, họp ba phái thiền thành hệ phái trúc lâm. Tỳ ni đa lưu chi vô ngôn thông, liên kết với ba phái thảo đường lâm tê. Trúc lâm đại đầu đà là khổ hành, năm giới cư sĩ truyền độ cả chúng tăng. Còn ở nơi cung các thể hiện tâm từ bi tràn trề trí tuệ, không chuộng nếp sống cung son đầy quyền quy châu báu, tự tại an nhiên lai lãng tanh tâm thiền. Con ngưỡng mộ tài ba kính quý tổ sư hiền, ngài đã chỉ dạy muôn dân tu hiền lắm, sống tốt đạo đẹp đời từ ai với muôn dân. Ngài nói rõ tu cốt ở tâm tâm, vì từ tâm thường sanh ra muôn pháp. Lời tha thiết của tổ sư chân thật, đừng nghĩ Phật là xa, có pháp thuật phi thường. Là lòng từ ái mênh mông,
Phật là tâm không dương mắt, tràn trề trí huệ Phật đây đơn giản. Sống giữa trần nhưng không hề nhớ nhiệm, sơ tổ dạy sống bình thường tâm nhân ai. Lời lẽ thật chân thiền nghĩa là tâm không nào chứa đừng buộc ràng. Dòng thiền yên tử trung lâm như là suối mát ngọt ngào chân như. Lời tổ tha thiết giữ gìn tâm không nhiễm bụi nơi mình bỏ buồn. Bồ Tát Long Thọ cung kính ơn tạo pháp, ngài cứu Ma La Thập dịch phản hàn danh. Bồ Tát Thanh Mục xót thương đời dài thích, chung luận quan cứu độ đời ân sư trao. Thử danh chúng sanh mê chấp là không. Nhớ ân trọng đức Như Lai, cùng thâm ân quý ngài Bồ Tát, cùng chư vị tổ sư đã trao truyền kinh Đại Thừa Trung Luận Quang. Chúng con cung kính lại lễ nhớ ơn sâu của Phật Tổ Thầy Bồ Tát đã thương xót chúng sanh sợ lạc lầm mê tín chấp cứ có không mà lạc lối tu. Rõ pháp giả tướng có do nhân duyên không nơi tự tánh, không ở tự tánh chớ đừng lầm chấp chỗ không ngờ. Lý Bát Nhã rõ ràng chúng luận quán, chẳng lý luận suông thì nên tỉnh giác. Thấy bằng trí tuệ của mỗi người đừng phân tích có không, nhìn muôn vật mà biết lý không của nó. Thoát khỏi khổ buồn dùng lý Bát Nhã cao siêu phá chấp mê cuồng. Phật đã dạy phá chấp bằng tám bất, chẳng sanh chẳng diệt chẳng lại cũng chẳng ra. Chẳng một chẳng khác phá nhân duyên, chẳng thường đoạn bậc nhất trong các thuyết. Phá
chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng lại cũng chẳng ra. Hay nói nhân duyên ấy khéo diệt các hí luận, con cúi đầu lễ Phật, bậc nhất trong các thuyết. Đức Phật đã dạy vô ngã là không tánh thật, chứ không phải là không ngơ, vì trong mỗi đời mỗi cõi đều có giả danh và giả tướng. Nếu chấp thủy chung là một thì không thể được, bởi tất cả pháp tánh không gì người chỗ thời gian đều không thật, thì đừng nên tạo ác để trầm luân sanh. Họ nhận không chắc là đoạn tuyệt luân hồi, còn thấy pháp có thật là khổ trong đối nghịch, nếu đối đãi thì khổ phải quay thay trăng đêm. Thân năm uẩn ngầm chỉ cõi thế gian, đi trong sanh tử vì thọ nhận duyên, tránh duyên thọ nhận là giải thoát. Tu về nếu thấy pháp là không thật thì thọ nhận làm chi, tâm tịch diệt niết bàn. Không duyên tất cả xuất thế gian, không theo duyên theo cành. Nếu không thọ nhận thì tu không thấy khôn, đơn giản làm sao sống cõi thế gian. Duyên không thọ đó niết bàn, khổ gì chấp thật thân đây, đắm tham muốn nửa cho đầy túi ta. Người hơn nên tanh ghét ganh, đi trong sanh tử vật dành khổ đau. Người ơi đừng quên,
dài ra. Nhớ lời Phật dạy, này các tỳ kheo, sữa mạt các ngươi uống của mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn biển cả. Và từng giọt sữa nuôi con là mẹ đã rút ra từng giọt máu của bà mẹ ẵm con trú trong hầm nứt, một mảnh bơm rơi làm mẹ đứt tiệm bàn tay. Còn đứa trẻ kia bị thương chỉ còn hơi thở mong, người ta vội xúm lại mong cứu mạng người mẹ đau thương. Miệng mẹ cứ gào hãy cứu con tôi, cứ mặc kệ tôi. Lúc đó đứa bé nằm bên cũng vừa trúng là ta đẹp hoặc tài năng. Mẹ thì không, con giàu xấu xí cũng thương, thương sâu đậm như ngầm nghĩ là do lỗi mẹ. Mẹ ơi, ngôn ngữ trần gian là tôi rách, đừng sao đầy hai
Dẫu có câu công cha như núi Thái Sơn là một hình tượng uy nghiêm cao xa vời vời. Cha cũng góp phần không nhỏ nuôi dạy con điều khôn dạy nấy, mực cầm cân khiến tình cha con xa cách khó xa. Giảng lao đôi khi bực bội, sự cao gắt cha mang về con lén bỏ ra xa, rồi để lòng nướng tựa thủ thỉ chuyện vui buồn. Thái thái bà mẹ đóng vai bà tiên hiền nhiều tội thân cha, cảnh bà tiên hiền gia thành lá sắt, bà tiên càng hiền bao nhiêu cha càng thành một hung thần. Nhưng rằm tháng bảy không phải chỉ là ngày báo ân mẹ, còn có phần hiếu thảo dành để cho cha. Nên ngày Vu Lan ngoài bông hồng cài áo tượng trưng cho mẹ, nhiều nơi buộc thêm vải nơ để tỏ lòng thương nghĩ tới cha. Cha mất nơ trắng, cha còn nơ xanh, cha mẹ sống toàn cài hoa hồng nơ xanh. Mẹ cha đều mất thì cài hoa trắng nơ trắng, cha còn mẹ mất thì nở xanh hoa trắng, mẹ còn cha mất thì nở trắng hoa hồng. Mỗi người con nên để lòng trả hiếu mẹ cha, mà trả hiếu nên nhớ là không bao giờ đủ. Tình cha mẹ cho con chớ không phải là dây mượn, nên không thể gọi là trả đủ hay gì. Đại Huệ hỏi Phật 108 lời nghi vấn, Ngài đều trả lời phi tất cả vì kinh Lăng Già là tượng trưng cho pháp môn tâm đi. Như người tu chứng mà không thấy chứng, còn tu chẳng thấy có tu, đầy biển tâm hằng thanh tịnh không cần dịp tại tâm. Nhìn trần cảnh không đuổi theo phân biệt, để khỏi tạo nhân đi trong sanh tử luân hồi. Lấy tâm làm gốc, lời dạy của Phật Đà, vào cửa Lăng Già là dùng trí tuệ Bát Nhã mà quán chiếu, để thấy thật tướng của trần đời các pháp vốn không. Ngài dạy chẳng có lầm, dù trần không thật ta cần phải đãi từ nhân ai. Đừng tính sai mê tín để lầm, những pháp vốn tánh không phân biệt sẽ tạo nhân trong đường sanh tử
nhân pháp vô ngã tịnh thanh lòng phát đại từ. Không Phật năng giác niết bàn sở giác, trong chỗ tự chứng Phật không thể nói ra. Duyên tự đắc pháp tinh ta nào có sai biệt tròn không có nói. Nếu nói được ra thì không là thế thật, thành đạo niết bàn ngài không nói một câu. Trị các bệnh không có bao nhiêu lùng, vì bệnh có sai biệt nên lập các thứ trị. Ta vì chúng sanh kia phá hoại các phiền não, biết căn kia hơn kém, vì nói độ môn kia phi gốc phiền nào khác, mà có các thứ pháp chỉ nói pháp nhất thường ấy, tức là đại thừa. Đức Phật đã từ còn sơ cơ chưa suốt thông chánh pháp, đến những bậc đã đầy đủ chúng tánh Như Lai, ngài dùng tông chỉ thẳng bản tánh chân như, chưa lần sanh tử để tất cả chúng sanh đều có thể tu giác ngộ khỏi mê. Tùy bệnh của chúng sanh Phật dùng pháp an người, không pháp nào cố định phải chia ra nhiều thứ, như thầy thuốc cho toa trị bệnh phải khác nhau. Vốn không nhiều bệnh phiền não rõ ra, chúng bệnh si mê nào đâu có. Một thừa đây Phật nói là giác ngộ, tuy rất giản đơn nhưng hành giả khó thực hành. Động cơ chính của mê, chân trí động cơ của giác thức thì già hoài, nhưng không hoài thì danh tướng không thật hiện quá là thân pháp. Dòng tượng dây lên phân biệt tướng danh, mà tạo nghiệp phải luân sư lâm tế thuở xưa, vốn không một pháp dạy người để tu, cốt cho người thao chốt nhổ đinh, nhất thừa giác ngộ tìm cầu là mê. We'll be right back.
có một dòng sông dài dài trong trí nhớ. Làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sống đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Nhánh mù con bướm vàng quanh quần, anh bao chiều tàn thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò trên bến lỡ, áo lụa như mây bay ngược gió sông. Mặt nước cứ lung linh bởi sợi nắng vàng như có ngàn sao lay đông. Ai nhớ ai thương mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn dưới bến chờ trong hình bóng một con đò. Tình như tình mãi trăng trong, ngại nhớ đêm mong mà không dám nói. Dòng sông quê chiếu nắng phù sa, nhớ mãi tình yêu gửi về bến lỡ. Sao áo lụa ngày xưa lại quốc
tìm ra bên đầu để mình chơi ta cách biệt mình. Sống đời cuồng trôi lỡ rồi sống bên đó, nhà em cũng bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn cuốn trong còn đắm thao
sĩ dĩ quan ngày không quý thân trong đời chuyển hóa. Còn con thấy thật thân mình nên nhị kiến đúng sai. Lời dạy ngài rất đơn thuần nhưng đủ sức làm bừng tỉnh hết những ai tham đắm. Còn biệt phân đối đại thánh phàm, thân vô tướng vốn không luyện ái hồng trần kết hình nơi cõi. Hiền có ác, những tứ đại hợp thành những đó là ta. Chỉ cần không dính mắt cảnh duyên, lòng tình thanh tánh đó là chân pháp. Giọng dối dần nên có ngã ta dĩ biệt, chấp thân mình nên chìm đắm cõi thế. Từ vô tướng xưa nay không hiển hóa thân chia làm nhị kiến. Ta người như mốc cùng như sương, phàm thánh như sông cùng như chớp. Công danh đồng mấy trôi, năm tháng đời người như tên băng. Chút tình thương ghét chợt dây lớn, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Mài ngang mũi dọc cùng Phật với chúng sinh không khác mặt. Ai là phàm, ai là thanh, không tâm, không thì cùng không phi. Ngài đã phá kiến chấp thế gian bằng kệ thơ để chúng sanh không lạc lầm mê tín. Như nhắc nhở hết nhân sinh đừng tìm đạo ở đâu xa, vì phàm cũng là ta mà thánh cũng nơi mình. Thiện ác bởi quý thân mình nên muốn lợi ích riêng ta. Thanh hay phàm cũng chính một là ta, vì mê muội cố kiếm tiền cho khác. Ngài khinh thân chỉ tăng hằng chân thân, pháp giới chúng sinh đây cũng mũi dẫn ngang mài. Thank you.
đời mộng huyễn thoáng tở an mây bay. Trôi nhanh như làn tên băng, ai rồi cũng phải bỏ đi thân già. Trong khi chúng sinh đang mê chưa tình, Phật khinh an mỉm cười nhàn vũ dạo. Tại chúng sinh mê bị phiền não khiến sai nên dĩ bị thanh phàm. Lòng ngài muôn thuở là trăng sáng soi cùng khắp cõi đời nhân gian. Ngàn sao vẫn ánh trăng này, con xin tình ngộ không còn lầm mê. Phố nhỏ lên đèn chìm dần trong sương, lành bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tai tê xa vắng vọng về. Mén đắng nào cho với những thương đau, em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi mây gió gọi về, những đêm trường nghe tan tóc điều hiu. Từ ngày em đi mây gió gọi về, những đêm trường nghe tan tóc. Hàng cây gió nhẹ lay lay, lá vàng rơi khe khẽ qua cỏ buồn heo. Giữa đêm xuân anh bước cô đơn dài trên lối nhỏ, lòng thương nhớ em nhớ lại những đêm ngồi ngắm trăng lên. Em ước mơ sao mình luôn chung bước, vậy mà hôm nay kẻ người đi hai phương trời cách biệt. Giờ em ở đâu sao không về lại em ơi, để phố vắng đêm sâu nhìn người ta có bạn có đôi mà anh lạc lòng đơn coi lẻ bóng giữa khuya sâu. Về đây em ơi, mình lại xứng dậy. Em đi xa là thuyền xa bến đồ, chờ đợi mỗi mòn mà từ đó em không về nữa. Như chiếc lá rơi xa cành vĩnh viễn xa bay, để lại cõi cành bâng khuâng nỗi nhớ. Cầm tay nhau trời khuya gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu. Ở phương xa có khi nào em nhớ những ngày mình tay nắm tay nhau? Nụ hôn ngày ấy còn dương đây thương đây nhớ, nắng lòng người yêu nhớ thương
nhìn trời cầu cho em được tươi cười bình an. Thương mẹ thương cha thương nhà nghèo khổ em đã ra đi nơi xứ lạ mưu sinh, bỏ tình đâu lại sau lưng để trò chữ chọi với gian lao. Rồi những khi em bị ốm đau, ai than thuốc ai cần kề chăm sóc, hay lúc buồn vui biết cùng ai chia sẻ cho vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Đêm buồn phố thì anh qua, nhớ từng kỷ niệm thiết tha. Em ơi dù phải cách xa, anh mong ngày đó mình về bên nhau. Đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa, thương tiếng ru ai vui vui rốt trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò nay chẳng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn quay quanh liếp. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ, ôi khói lam ban chiều ta biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Mới hát phải chăng tiếng của cô hay tiếng của dòng sông tâm sự với đôi bờ. Cô có thấy lòng thật vui trong giây phút không ngờ, đầu thôn tính mái về cuối sớm loan báo với mọi người chính kiến đã đi qua. Dòng sông này mấy mươi năm như say ngủ, bỗng một chiều nước rộn rã trôi mây.
qua dòng sông lớn. Dân có lẽ người xa cách quê hương từ lâu lắm, nay mới trở về đây tìm lại thuở thanh bình. Dân cách xa từ lâu lắm nên tình anh quê hương chỉ còn lại chút tình. Chắc người không kịp nhận ra mái đình phủ màu ngói đỏ và cội đã già như bền vững mãi với thời gian. Và nên gánh trái nằm chơ chơ bên cạnh là vết tích của ngôi trường tôi theo học ngày xưa. Vậy thì cũng con đò này ngày đó đưa người qua dội dã khi mặt sông đầy vang dội trong trường quê. Kinh cầu chứng minh, ôi vui là vui cho cuộc đời mình. Hòa bình nơi đón chờ từ lâu, người Việt Nam hay hòa hợp nhau. Ánh dương soi sáng người xóa hận thù nỗi binh đau. Quê hương tôi con gái ao bà ba gánh mà thôi. Câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn. Con ruộng đồng con quê hương, con dòng họ con yêu thương. Chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với ta. Người hãy xuống đây, tôi sẽ đưa người đi dài theo dòng sông cũ. Chắc là người sẽ thấy lại những dấu vết yêu thương của một thời thơ ấu. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với ta.